biệt to lớn về con trai riêng doanh nhân Miley Cyrus. Có mẹ là bà trùm thẩm mỹ, sở hữu khối tài sản khổng lồ ngàn tỷ, nhưng duy anh, con riêng sếp em Miley Cyrus là chẳng màng vinh hoa phú quý, chỉ cần đủ ăn đủ sống là được. Thật bất ngờ khi một cô ấm chính hiệu lại có suy nghĩ thế này. Vậy lý do là gì? Trong ngành thẩm mỹ hiện nay, không ai là không biết tới bà trùm Miley Cyrus, một trong những người tạo nên đế chế ngành thẩm mỹ ở Việt Nam. Nữ doanh nhân được đánh giá là sở hữu khối tài sản đồ sộ. Chưa kể chồng cô là Hoàng Kim Khánh cũng được biết đến là đại gia thẩm mỹ, sở hữu dàn siêu xe khủng nhất nhì. Tất nhiên, với những gì tạo dựng được, bộ đôi quyền lực có một cuộc sống vương giả chẳng kém đại gia nào. Điều lạ là mới đây, một đoạn clip trò chuyện giữa Miley Cyrus và con trai thứ hai bất ngờ viral vì quý tử có tính cách khá đối lập với độ giàu có của gia đình. Duy Anh vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, là con riêng thứ hai của Miley Cyrus trước khi cô kết hôn với Hoàng Kim Khánh. Quý tử được nhận xét là có diện mạo bánh trai, cũng thành tích học tập ổn áp. Khi được hỏi sinh ra tại Vạch Đích, sao lại có tính cách điềm đạm như vậy? Duy Anh không ngần ngại thổ lộ, đã quen với lối sống như vậy từ xưa. Chỉ cần đủ ăn, đủ sống, biết ơn những gì ba mẹ cho chứ không đua đòi. Và đáng chú ý, quý tử của Miley Cyrus còn cho biết ước mơ sau này nếu có tiền sẽ mua nhà chung cư. Điều này là bất ngờ hơn cả, bởi hiếm hoi có người giàu nào lại muốn ở một nơi chật chội, trong khi mẹ của Duy Anh có cả căn biệt phủ rộng hơn 4.000m² tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Được thiết kế theo phong cách Á Đông với nhiều nội thất đắt tiền và tráng lệ. Trước câu trả lời của con trai, sếp em Miley Cyrus không ngần ngại hỏi lại: sao con không mơ một căn biệt thự luôn mà suốt ngày nói sau này có tiền sẽ mua một căn nhà chung cư? Con không biết thôi, chung cư cũng chật hẹp lắm đấy. Tuy nhiên, Duy Anh vẫn bày tỏ, điều này cũng hình thành vì lối sống từ nhỏ. Ở chung cư thì yên tĩnh hơn, tiện lợi hơn, trung tâm hơn và cũng có nhiều tiện ích. Còn ở nhà phải chạy xe thấy cũng mệt. Quan điểm này của cậu bé 18 tuổi đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ với sự giản dị và tiết kiệm, tự lập của chàng trai. Bên cạnh đó, con trai riêng của Miley Cyrus còn tiết lộ rất ít khi xin bố mẹ mua những món đồ mắc tiền như laptop, điện thoại, v.v. Thậm chí, Duy Anh chỉ dùng chiếc laptop của công ty vì thấy như vậy là đủ rồi, không cần gì hơn. Hâm mộ con, chắc chắn phải hâm mộ người dạy dỗ con rồi. Và tất nhiên, netizen đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách dạy con của doanh nhân Miley Cyrus. Cô chia sẻ, bản thân có cách dạy con khác. Mặc dù gia đình có điều kiện, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ đáp ứng luôn các nhu cầu của con. Bản thân Mai mặc dù kinh tế hiện tại cũng tương đối khá, nhưng Mai luôn dạy các con sống tiết kiệm, giản dị và phải sống để trở thành một người tử tế, đặc biệt là không được chảnh. Mai may mắn vì các con chăm ngoan, hiểu được điều bố mẹ dạy, nên con trai Duy Anh có một quan điểm sống, đó là luôn phải sống biết trước, biết sau, không bao giờ đua đòi hay đòi hỏi bất cứ một điều gì. Chỉ mong con một cuộc sống vừa đủ và biết ơn những gì mà bố mẹ đã hy sinh để có được ngày hôm nay. Đầu tháng 9 vừa qua, cặp doanh nhân Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh đã gây xôn xao cả mạng khi mở tiệc tân gia, cũng là tiệc sinh nhật nam doanh nhân ở biệt phủ 4.000m², ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Qua loạt ảnh được chia sẻ có thể thấy, căn biệt thự rất rộng lớn, được thiết kế theo phong cách cổ điển và hoàn thiện phần lớn bằng chất liệu gỗ đắt tiền. Không ít người cho rằng ngôi nhà mới của vợ chồng doanh nhân ngành thẩm mỹ chẳng khác gì cung điện thu nhỏ, với sự đầu tư tỉ mỉ từ bố cục lớn đến những chi tiết nhỏ. Mọi sự chú ý còn được đổ dồn vào khoảng sân rộng phía trước của biệt phủ với dàn siêu xe trị giá đâu đó 300 tỷ đồng. Có thể kể đến một số siêu phẩm mà vợ chồng đại gia này đang sở hữu: Lamborghini Aventador SLB 7404, Ferrari 488 Vista Spider, Porsche 911 Gospel S, Aston Martin Vantage, Morgan Plus 6. Tuy nhiên, không có sự xuất hiện của McLaren Senna và Koenigsegg Regera vì hai chiếc này đang ở Campuchia để làm giấy tờ. Chưa đầu, không chỉ có ô tô, doanh nhân Hoàng Kim Khánh còn có trong tay nhiều mẫu siêu xe hai bánh có mức giá đắt đỏ như Honda Goldwing, KTM Brabus 1003R, Harley Davidson V-Road. Trước có tài sản khủng là nhà, là xe này, không ít người đã ra lời trầm trồ xin vía cặp doanh nhân có tiếng. Cặp vợ chồng doanh nhân Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh hiện nay sở hữu chuỗi 16 chi nhánh thẩm mỹ viện Miley Cyrus với hơn 2.000 nhân viên y bác sĩ. Suốt mười mấy năm làm nghề, họ luôn định hướng làm đẹp theo phong cách trao bạn nét đẹp mà tự nhiên và hội tụ đầy đủ 6 tiêu chí xịn sò, gồm cơ sở hạ tầng luôn khang trang sạch đẹp, đảm bảo hai từ thẩm mỹ, máy móc trang thiết bị tiên tiến hiện đại, đội ngũ nhân viên y tá bác sĩ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, đạo đức tốt, dịch vụ sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép. Nói về Phan Thị Mai tức Miley Cyrus, nữ doanh nhân từng sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Bố mất năm 11 tuổi, mẹ thì không biết chữ. Vì vậy, tuổi thơ của bà chủ Miley Cyrus thì những ngày tháng trời mưa cả đêm, thức trắng không ngủ được. Mấy anh em phải kiếm xô chậu hứng nước mỗi khi cần mưa ập tới. Để có tiền trang trải cuộc sống, mấy mẹ con, đặc biệt là nữ doanh nhân Phan Thị Mai, đã phải làm đủ thứ nghề, từ bắt tôm cá ra chợ bán, rồi bán dây, bán bắp, bán hột vịt lộn ở phía hè. Với tuổi thơ cơ cực, bà chủ Miley Cyrus đã quyết tâm thoát nghèo bằng cách tới thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Khởi đầu với nghề cắt tóc, sau đó nữ doanh nhân mở từ tiệm rồi bán duyên với nghề làm đẹp. Đồng hành cùng với doanh nhân Phan Thị Mai là doanh nhân Hoàng Kim Khánh. Tuổi thơ của anh cũng không kém phần gian truân. Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, anh phải trải qua những tháng ngày vất vả khi bố mẹ làm ruộng quanh năm mà vẫn nghèo để phụ giúp gia đình, cũng giống như vợ mình.
ông chủ Melissa cũng phải làm rất nhiều công việc như dậy sớm phụ mẹ làm sữa đậu nành, đến bưng bề cho quán ăn. Sau khi tốt nghiệp, anh nhận ra công việc kỹ thuật với mức lương thấp không đủ để thoát nghèo và quyết định học tiếp quản trị kinh doanh. Nhờ nỗ lực không ngừng, anh nhanh chóng thăng tiến trong lĩnh vực marketing và mở công ty truyền thông cho riêng mình. Cơ duyên đã đưa anh Khánh và chị Mai gặp nhau tại một sự kiện ở Lào, nơi chị Mai nhận giải thưởng doanh nghiệp nổi tiếng ASEAN và anh Khánh phụ trách quay phim. Từ những người đối tác, hai người trở thành bạn bè và sau đó là vợ chồng. Như duyên trời định, cả hai khi sắp lại gần nhau đã nhanh chóng đưa Malaysia lên một tầm cao mới. Đặc biệt, doanh nghiệp này không chỉ chú trọng đến việc kinh doanh mà còn luôn hướng đến việc đóng góp cho cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động và tham gia vào các hoạt động từ thiện. Trước khi khánh thành biệt thự 4.000 m², cũng chính là cặp đôi khiến công chúng trầm trồ với sự kiện nhằm tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm 26 năm thành lập thương hiệu. Theo đó, thẩm mỹ viện Malaysia đã tổ chức đại nhạc hội hoàn toàn miễn phí tại đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của dàn sao đình đám như Noo Phước Thịnh, Thuấn Hưng, Trúc Nhân, Isaac, Min, Hiếu Thứ Hai cùng các hoa hậu, á hậu nổi tiếng như Hoa hậu Thiên Ân, Á hậu Huyền My. Cũng nhân dịp kỷ niệm này, thẩm mỹ viện Malaysia tung nhiều gói khuyến mại xịn sò, đỉnh chóp dành tặng khách hàng. Nhắc đến Malaysia, điều dư luận quan tâm chính là cách quản lý đội ngũ nhân viên của họ. Thậm chí, màn nhạc chúc mừng sinh nhật sếp em Malaysia còn viral khắp cõi mạng với những câu từ như chính bà chủ Malaysia cũng phải ra lời nhận định cùng việc flex nhẹ mức lương ở đây khiến con người phải trầm trồ. Lương nhân viên Malaysia mà 10 triệu á, 15 triệu không có tiền đó. Tạp vụ á, ít nhất phải 15-17 triệu rồi. Mình sống thế nào để nhân viên nó dùng những cái lời ca tiếng hát, nó viết vào trong cái bài hát, nó nói về con người của mình. Và ngày mai đây, người ta không làm cho mình, người ta bước chân ra khỏi chỗ nhiều Malaysia. Vấn đề là cái ấn tượng nó là người sẽ tuyệt vời. Người ta ra đây với một lý do gì đó, có thể là một cái ước mơ người ta muốn tiến xa hơn, bay xa hơn nữa. Nhưng mà người ta phải để lại cái ấn tượng là tôi là phải công nhận, tôi làm 5-7 người sếp thì tôi cực kỳ nề phục bà Malaysia. Nói được làm được, nói thật làm thật. Bạn nghĩ sao về doanh nghiệp thẩm mỹ Malaysia và những người tạo nên thành công của thương hiệu này?